Rồi em chào tất cả anh em ơi. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tiếp Sắt Đức Thắng của em ơi. Hôm qua em có quay một số máy mà trong cái đống hàng bãi phế liệu của em á. Thì có một số anh em hỏi là kiếm đầu máy gửi 25 35 nè. Thì em lấy cho anh em coi ha. Ở đây nếu mà em gom lại chắc còn có khoảng 7 8 cái gì vậy. Thì trong đó có hàng Honda xịn với hàng Honda Thái xịn với hàng Trung Quốc anh em. Như cái này thì nhìn thấy là biết hàng Trung Quốc rồi nè. Con này Thái xịn nè. Ở đây em còn chắc cỡ khoảng em nghĩ chắc cỡ khoảng 10 cái rồi nè. Đám những cái 10 cái vậy. Anh em nào có làm được thì alo cho em ha. Cái này Honda 139, cái này Trung Quốc. Như có em có mấy cái đầu máy mà cái này là của cái máy đĩa cành nè anh em. Này của TH23 nè. Anh em nào mà có máy đĩa cành mà dạng cái tôm nó gì thì anh em mua ha. Tôm bố nó 1, 2, 3. Nó có 3 con ốc. Cái gì đó. Như mấy cái đầu máy cắt cỏ của cái này là Tanaka nè. Tanaka Power này, Maru 26 nè, mấy cục cốc, mấy cục này cho mấy ba lô có đề nè. Nói chung là em có một số mặt hàng là hồi trước giờ em chưa có từng quay, thì trong cái kho em quăng tùm lum ta la chứ, nhưng mà thiếu chụp e thợ em lấy rồi. Đang đóng mấy phát cỏ này anh em nhìn này chắc gì nè. Nhưng mà em cũng không có thời gian mà lên mấy cái cỏ nữa. Sao anh em thấy vậy chứ, nó lu bu công chuyện tối ngày không có phong được anh em ơi. Em có một mớ máy cầm tay này, này chắc còn cỡ khoảng chục cái. Mấy cây này anh em. Mấy cây khoan 3 chức năng nè. Cây 500 ngàn. Là bao anh em đang chạy tốt bình thường. Đầy đủ chức năng hết. Đó, có mấy cây cắt này nè, cắt dán này mắc miếng ấy rồi. Thì cây này là cây trà nhám nè, cây này 400 ngàn. Bầu bạc gòn như cái thiết bắp thành công thợ. Bầu bạc miếng gòn như xây thiết bắp với tiền công thợ. Bầu bạc miếng gòn như thiết bắp với tiền công thợ. Tính đến 250 được không ạ? Anh em nào có làm được cái nào thì alo cho em ha. Hoặc là anh em chụp trên màn hình lấy á. Còn cái này là máy cưa tay cục, máy này còn đang chạy nè. Lam sơn bị lột mất tiêu rồi. Anh em nào có làm có cái máy G250 này ha. Anh em tính anh em 350 nè. Nếu là em có bán một số cối. Cối xây cá, xây chả cho có anh em mua cho vừa xây mướn hoặc là mình xây chả cho bà con chăn nuôi giúp cho ba đồ ăn đó anh em. Cái cối này là 1.050.000, cối đại 32, nắp này nắp ép mấy nè, có nắp pin lắp F6 nữa nè. Anh em nào có cái nắp pin lắp F6 thì em có luôn nha. Nhưng số mặt giam này mặt giam bỏ từ luôn đó, 90 nè, này 80. Nói chung là mấy cái mặt giam của có mấy Nhật Bản của mình nha anh em, 90 80 70 65 là cái đó em có hàng đó. Anh em nào có xài thì của em ha. Mấy ba lô cái đầu này chắc chưa làm có đề, cái bình xăng này chưa ấy được. Anh em nào có cái máy nào giống máy này thì hú em ha. Cái này 253 có đề nha anh em. Cái đầu này tính anh em là 400 ngàn, 253 dòng đó bệnh. Còn số máy nè,
số máy này mấy con lời thì anh em nó gành ha. Cái này ớt 70-75 vậy bạc đạn. Còn này nở ớt 40 hôm qua nè, nè HS 7 nè. Đang quay đây một mớ cho anh em coi những cái gốc. Còn máy này máy Tanaka Balu, cái này nồng lớn anh em. Nên anh em nào có làm thì em tính anh em là 1,4 triệu ha. Tanaka Balu này chở lực luôn. Cái này 250 này 34 ly 34-35 gì chứ. Ủa cái chơi vậy thiệt hả? Có vú xăng gì không? Có em 250. Nó có đầy đủ chân nha. Ra đưa bà xã giùm mình. Anh không có tiền. Anh em nghe tội nghiệp không, em làm gì làm chứ mà không có tiền túi anh em ơi. Đầy đủ chén kẹp cước luôn nha anh em. Nào mấy này nè, anh em nào có làm thì hú em nha. Tanaka Balu 250. Còn đóng máy em nè. Mấy cái đầu này thì đã dọn hoàn chỉnh rồi, anh em mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Siêu nhảy luôn này. Ngon cực kỳ ha, em mới làm. Còn mấy nào không ngon em báo liền. Mấy này dọn gội nè. Đó. Cái này là 1,5 triệu em bao ship hết. Mấy đầu Honda mà hàng của Thái mà đã qua sử dụng mà làm ok nha. Đóng đầu trong đây luôn. Còn mấy Honda bơm nước nữa. Nhóc có chơi anh em. Cái này mấy cái đầu này dường như dọn chạy hết. Anh em có làm được cái nào thì hiểu em. Còn này hôm qua có khách hỏi em máy phát điện nè anh em. Cái này là phát hàng thì động cơ xăng. Cái này chuyên về phát điện nha. Chuyên về phát điện mà em không biết là nó mấy kilowatt. Có bên xe à. Này tối quá không có quay được. Cái này thiếu cái bình. Máy này đang hoạt động ok luôn anh em. Này hoạt động ok luôn. Cái máy này anh em nào có làm thì em tính anh em là 6 triệu bao ship nha. Còn đây con Makita nè. Makita này vừa này phát hàng luôn, cái này có đèn nha anh em. Này lắc nhẹ là chạy à. Chắc đi lấy bình nữa gì rồi. Cái này là cái đầu máy Mitsu máy em không nhớ nữa. Nhưng mà đầu máy Mitsu. Nhấn vô đây để mở công tắc giờ nấy. Còn là chữ gì không em hoàn toàn bó tay. Nhưng mà máy này rất nhạy. Lắc nhẹ chìa khóa là chạy liền luôn. Có bấm đây nè. Đầu máy Mitsu em bó tay rồi. Mitsu máy. Còn cái bình mà tay lột cái cọc nghe nè. Máy này là phát hàng, đặc biệt là chuyên về phát hàng nghe nè. Cú phát chờ bá luôn này, không biết mấy ký nhưng mà cú phát lớn. Con này có phát điện gia đình nè. Này 2,4 ký. Máy này nó về cái nó tiếc cái nó mất cái bù lửa anh em ơi. Mất cái bù lửa. Cái máy này xài gia đình là ok luôn, máy Nhật. Còn máy này Trung Quốc thì khỏi bàn đi. Trung Quốc bỏ qua bên đi. Như hôm qua anh em hỏi em là một số máy cưa thì trên kệ này cao quá rồi em không có ấy xuống được. Máy cưa nè em không có thời gian dọn. G320 máy này mồi xăng vô cả chạy liền luôn thôi. Cái này dây giật lòng thòng lam sơn đầy đủ mà dây giật lòng thòng G300 G cái cà phê này G300 anh em ơi. Cái này mua về mong anh em làm lấy làm sát lấy IC lam xích đều được. G300
Cái này anh em nào có làm thêm tới anh em 350 ha. Ôi mất cái bình xăng rồi. Thấy anh em 300 ngàn thôi. Tay ra mất tiêu thôi. Còn được 5 lưỡi. Còn này cái G320 này để em test lại ha. Hôm qua có ông anh nó hỏi em mà em chưa quay lại cho anh coi, thì bữa nay nếu anh có coi được thì anh coi lại em nha. Này để hồi nữa em mồi nước mồi xăng test. Nhưng mà đa số này đổ xăng vô chạy rồi. Cái này GUB nè. Làm xuồng luôn nè. Cái này mất hết bên má này. Đồ em đây thôi, giục cá lá bên hết trơn em luôn. Mình còn có lam, cái máy. Mất cái má này. Anh em nào có máy nào giống máy này em nhớ 100% là chạy. Chạy 100% luôn. Mất cộng dây sên, cái lam huyết lỗ. 100% chạy nha anh em. Nó mất cái miếng ốp này. Cái này chu máy em không biết, nhưng máy này 100% chạy em nhớ, nhẹ rất nhẹ. Máy này 500 ngàn. Còn này mắc nè. Xin lấy qua nồng đính nè. Xin lấy qua nồng đính 400 này chúa mắc luôn. Này là nó tới 2.9 rồi nè. Nó là 17. Còn G36 nè. Mình săn con bỏ lãnh ngãnh đó rồi sao biết đường kiếm. G36 Lam Latin. Cái này thì em đổ vô mồi xăng, nếu mà chạy ngon lành thì em tính anh em là G36. Cái này tính anh em chịu ha. Chắc chắn là đổ xăng vô chạy liền. Cái này em bao nổ. Em đổ xăng mồi bao hơi lửa. Con này ít tin rồi. Tôi xài gia đình báo cháy luôn. Sao mở nắp ra trời. Nó tiêm 211C. Làm mới của Trung Quốc à. Nè, nguyên bộ lọc này. Này đồ phụ kiện đầy đủ nha anh em. Cái này em cũng bao hơi lửa cho anh em luôn. Chắc ăn mấy này đang chạy ngon lành luôn. Này nếu anh em nào làm thì em tính anh em chưa gửi. 211C nha anh em. Dòng ở tin là xài bền dữ lắm, nó có đứt. Con này hu quanh ta nè, này cũng đang chảy nè. Này có anh em nào có làm này, này có đứt nè. Này có thi điểm. Không rồi, có thi điểm. Làm Latin sinh mới. Này bao hơi lửa luôn. Tính anh em chịu gửi. Ô nhiều cưa quá anh em ơi. Hồi chắc em hết nhớ quá. Còn cái này thì máy cổ. Này máy cổ nghe nè. Này em không biết còn chạy không. Này bán sát cho anh em đi. Anh em về tự xử nha. Làm sơn mới chát luôn. Này em tính 500 ngàn. Này anh em tự xử nha. Đó. Hay ngồi phật phật. Còn cái này G440 này cũng 2.9 lên nè, này mấy bảy nha. Còn cái này có Makita. Cái này chạy diêm mà hở ra Lam Latin luôn trời. Hở ra nó có tật là hư cái đồng tiền nha. Này có bệnh hư đồng tiền. Cái này anh em nào làm hay em bán gì cho anh em gì tự xử nha. Nè, Lam Latin. Cái này em tính anh em là 800 ngàn bao hơi lửa. Con này sang Trung Quốc rồi thôi, bỏ qua đi. Mấy máy Trung Quốc thì khỏi giới thiệu anh em đi. Trung Quốc em cũng không mê nữa. Rồi cho em xin kết thúc video tại đây ha. Con số anh em có cần được cái máy nào hoặc cái sắt nào thì hú em. Cái này là cái dân vua này. Cốt thẳng, còn cái cốt với cái lắp chụp giật. Rồi cho em cảm ơn bà con, cảm ơn cô bác đã xem hết video của em ha.
bà con có cần thêm thông tin gì thì nhờ bà con vui lòng vào kênh Kiểm Soát Đức Thắng đăng ký giùm em nha. Thì khi em có lên một cái dòng sản phẩm nào thì anh em cũng như bà con cô bác sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Rồi cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em mình đã xem hết video anh em ơi.